phân tích và đánh giá các dự án khu căn hộ nổi bật quận 9, thành phố Thủ Đức đang triển khai gồm Glory High The Beverly Solari của chủ đầu tư Vinhome, Lumiere Boulevard và Mastery Centerpoint của chủ đầu tư Mastery Home, Elysian của chủ đầu tư Gamuda Land, MT Smart City của chủ đầu tư Điền Phúc Thành. Glory High quy mô 5 tòa căn hộ tại trung tâm khu đô thị Vinhome Grand Park, vị trí có 102 tiếp giáp trung tâm thương mại Vincom Megamall, quảng trường Golden Eagle. Đại lộ mua sắm Rodeo Sumwood đem đến trải nghiệm mua sắm thời thượng cho cư dân. Glory High với điểm mạnh là vị trí sát bên trung tâm thương mại Vincom Megamall lớn nhất miền Nam, đồng thời liền kề công viên 36 ha, tuyến vành đai 3. Nhược điểm lớn nhất về vị trí là di chuyển vào trung tâm quận 1 vẫn còn hơi xa, khoảng 20 km với thời gian di chuyển khoảng 40 phút. Chủ đầu tư Vinhome là chủ đầu tư quá nổi tiếng và uy tín tại Việt Nam với rất nhiều dự án khủng trải dài từ Bắc vào Nam. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, các dự án nhà ở nổi bật của Vinhome gồm Vinhome Golden River, Vinhome Central Park, Vincom Đồng Khởi và Vinhome Grand Park. Ngoài Vincom Đồng Khởi thì các dự án kia đều quy mô hàng chục đến hàng trăm hecta. Giá bán căn hộ Glory High khoảng 55 triệu, M2, khách hàng có tầm ngân sách khoảng 2,6 tỷ là sở hữu được căn hộ diện tích khoảng 50m² tại đây. Dự án căn hộ Mastery Centerpoint và Lumiere Boulevard gồm 10 block căn hộ tọa lạc vị trí trung tâm khu đô thị Vinhome Grand Park do Mastery Home Masters Group phát triển, có thiết kế cao cấp, tiện ích riêng biệt, mang lại trải nghiệm xứng tầm cho chủ nhân nơi đây. Lumiere Boulevard và Mastery Centerpoint có vị trí tương tự như Glory High. Vị trí Lumiere Boulevard và Mastery Centerpoint cũng khá gần với trung tâm thương mại Vincom Megamall lớn nhất miền Nam, đồng thời cũng gần với công viên 36 ha, tuyến vành đai 3. Nhược điểm lớn nhất về vị trí là di chuyển vào trung tâm quận 1 vẫn còn hơi xa, khoảng 20 km với thời gian di chuyển khoảng 40 phút. Chủ đầu tư dự án là Mastery Home. Chủ đầu tư này trước đây có tên là Thảo Điền Investment, là nhà phát triển của loạt dự án lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như Mastery Thảo Điền, Mastery An Phú, M1 Gia Định, M1 Nam Sài Gòn, Mastery Millennium, Lumiere Riverside, Grand Marina Sài Gòn, Mastery Centerpoint, Lumiere Boulevard, Mastery Waterfront, Mastery West High. Lumiere Boulevard và Mastery Centerpoint có mức giá bán khoảng 65 triệu, M2. Khách hàng có tầm ngân sách khoảng 3,3 tỷ là sở hữu được căn hộ diện tích khoảng 53m² tại đây. Elysian Thủ Đức bao gồm 4 tháp cao 20 tầng, gần 1.398 căn hộ triển khai trên mặt bằng hơn 2.8 ha với đầy đủ tiện ích dân sinh, phục vụ nhu cầu ở thực của cư dân. Vị trí dự án căn hộ Elysian nằm liền kề ngay khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, tiềm năng đầu tư cho thuê trong tương lai được dự báo sẽ khá tốt. Tuy nhiên, thời gian di chuyển của dự án vào trung tâm quận 1 hiện cũng khá xa, khoảng 18 km với thời gian di chuyển tầm 36 phút. Chủ đầu tư dự án Elysian là Gamuda Land. Đây là chủ đầu tư khá uy tín đến từ Malaysia. Các dự án khủng của ông lớn này có thể kể đến gồm đại đô thị Celadon City quy mô khoảng 82 ha tại thành phố Hồ Chí Minh, đại dự án Gamuda City quy mô 274 ha tại Hà Nội. Giá bán căn hộ Elysian khoảng 58 triệu trên mét vuông. Khách hàng có tầm ngân sách khoảng 2,5 tỷ là sở hữu được căn hộ diện tích khoảng 43 mét vuông tại đây. Dự án khu phức hợp căn hộ MT Smart City được phát triển trên khu đất gần 20 ha, bao gồm 7 block căn hộ cao tối đa 22 tầng với khoảng 1.700 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích 60 đến 99m², duplex và các căn shophouse khối đế, căn hộ văn phòng và hệ thống tiện ích. Vị trí dự án MT Smart City có tuyến vành đai 3 đi ngang qua, tuy nhiên các tuyến đường xung quanh dự án hiện còn hơi nhỏ và khó đi. Thời gian di chuyển từ dự án vào trung tâm quận 1 mất khoảng 17 km với thời gian di chuyển tầm 34 phút. Chủ đầu tư Điền Phúc Thành là một trong những chủ đầu tư luôn coi pháp lý là yếu tố hàng đầu khi triển khai dự án. Phần lớn các dự án của Điền Phúc Thành như Grisier, Deluxo, Santana Thủ Thiêm, Rica đều bàn giao đúng cam kết và bàn giao sổ hồng rất nhanh cho cư dân sau khi nhận nhà. Căn hộ MT Smart City có mức giá khoảng 42 triệu trên mét vuông. Khách hàng có tầm ngân sách khoảng 2,6 tỷ là sở hữu được căn hộ diện tích 63 mét vuông tại đây.